Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Huấn luyện viên của Heerenveen đã đưa ra nhận xét cực sốc về Đỏ Văn Hồng. Trong ngày hôm nay, 22 tháng 9, SC Heerenveen sẽ có cuộc tiếp đón Utrecht trên sân nhà tại vòng đấu thứ 7 của giải vô địch quốc gia Hà Lan. Rất nhiều người mộ Việt Nam kỳ vọng ngay trong ngày hôm nay họ sẽ được nhìn thấy chàng hậu vệ con cưng có màn ra mắt đội bóng Hà Lan. Khi được hỏi về khả năng cậu học trò mới tới từ Việt Nam có chào sân ngay trong ngày hôm nay không, huấn luyện trưởng của SC Heerenveen, ông Jensen đã thẳng thắn cho biết: "Tôi rất ấn tượng về Văn Hậu. Cậu ấy nhiệt tình, kỹ thuật tốt, thể lực tốt. Tiếng Anh của Văn Hậu không thật sự giỏi. Cậu ấy nhận được sự giúp đỡ của các đồng đội tại Heerenveen. Tôi chưa chắc Văn Hậu có thể ra sân vào chiều nay hay không. Dẫu sao, rất vui khi Heerenveen có sự phục vụ của cậu ấy." Theo lịch thi đấu, Heerenveen sẽ gặp Utrecht vào lúc 17:15 chiều nay theo giờ Việt Nam. Huấn luyện của Heerenveen là Johnny Jansen đánh giá rất cao kỹ năng chơi bóng và thể lực của tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Trong buổi họp báo trước trận gặp Utrecht tại giải vô địch quốc gia Hà Lan 2019, huấn luyện Johnny Jansen đã dành lời khen ngợi cho cậu học trò mới tới từ Việt Nam. Theo đó, ông Jansen đã cho biết sau khi quan sát Văn Hậu tập luyện, ông nhận thấy cầu thủ này có những tiềm năng rất tốt. Tôi đã xem qua buổi tập đầu tiên của Văn Hậu. Cậu ấy gây ấn tượng tốt với tôi. Tôi thấy Văn Hậu sở hữu kỹ năng chơi bóng rất tốt và xử lý bóng mềm mại trên đôi chân. Thể chất của Văn Hậu có vẻ cũng tốt. Ban huấn luyện sẽ tính toán khả năng ra sân của Văn Hậu trước Utrecht. Đây có thể nói là tín hiệu rất vui với Văn Hậu, bởi đồng nghĩa rằng anh sẽ sớm có cơ hội ra sân nếu chứng minh được khả năng trong các buổi tập. Dẫu vậy, tờ báo của Hà Lan cũng nhận định rằng Hậu gần như chắc chắn phải ngồi dự bị ở trận đấu vào chiều nay, khi Lucas đang chơi rất ổn định. Trong khi đó, cầu thủ Việt Nam có vẻ như cần thêm thời gian để hòa nhập. Liên quan tới Văn Hậu, trong buổi tập ngày 21 tháng 9, một cặp vợ chồng Việt Kiều đang sinh sống tại Hà Lan hay tin Văn Hậu đầu quân cho Heerenveen đã tìm tới đại bản doanh của câu lạc bộ này để gặp mặt và tặng Hậu một chiếc khăn. Đây chắc chắn là nguồn động viên tinh thần không nhỏ để cầu thủ quên thấy mình nỗ lực hơn trong thời gian tới. Còn về ban huấn luyện của SC Heerenveen thì đang cân nhắc đăng ký Văn Hậu thi đấu ngay cuối tuần. Lý do là bởi Đoàn Văn Hậu đã bắt đầu tập luyện ở SC Heerenveen từ ngày 19 tháng 9. Anh cho thấy nỗ lực rất lớn để bắt kịp với đồng đội mới bằng việc đề nghị tập thêm giờ để nhanh chóng lấy lại thể lực sau một thời gian không thi đấu. Những ấn tượng đầu tiên mà hậu vệ 20 tuổi tạo ra trên sân tập được nhà cầm quân của SC Heerenveen đánh giá rất cao. Cậu ấy nghỉ ngơi cả tuần và đã gây ấn tượng tốt. Cậu ấy có kỹ thuật và xử lý bóng tốt. Về mặt thể chất, cậu ấy trông cũng ổn. Tôi sẽ thảo luận với ban huấn luyện xem có lựa chọn cậu ấy cho trận gặp Utrecht hay không. Huấn luyện Jansen đã nhận xét về tân binh người Việt Nam. Như vậy, Đoàn Văn Hậu có thể sẽ được điền tên vào danh sách đăng ký của SC Heerenveen ở trận gặp Utrecht diễn ra chiều nay 22 tháng 9. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, hậu vệ mang áo số 15 cũng rất khó được đá chính. Thậm chí, khả năng huấn luyện Jansen tung anh vào sân từ ghế dự bị cũng không cao, bởi Đoàn Văn Hậu chưa có nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. SC Heerenveen không thắng trận nào trong 5 vòng đấu gần nhất. Utrecht là đối thủ được đánh giá cao hơn so với đội bóng của Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện Jansen đã cho biết ông sẽ không thay đổi cách bố trí đội hình so với những trận đấu trước. Họ có những cầu thủ chất lượng hơn, nhưng tập thể chúng tôi có thể mạnh hơn. Tôi sẽ không thay đổi đội hình, nhưng sẽ điều chỉnh về cách chơi. Huấn luyện trưởng của SC Heerenveen đã chia sẻ như vậy. Nhà cầm quân của Heerenveen cho biết thêm, tiếng Anh của Văn Hậu còn rất kém. Huấn luyện Johnny Jansen chưa có nhiều thời gian làm việc cùng Đoàn Văn Hậu, song ấn tượng với học trò vì khả năng hòa nhập và trình độ chuyên môn. Trong buổi họp báo trước trận gặp Utrecht, phóng viên Hà Lan quan tâm đến Văn Hậu và đặt câu hỏi về khả năng hòa nhập của tuyển thủ Việt Nam tại Heerenveen. Vốn tiếng Anh của Văn Hậu còn rất kém, nhưng vẫn có thể giao tiếp cùng các đồng đội. Các cầu thủ Heerenveen đang giúp đỡ Văn Hậu và sẵn sàng giải đáp cho cậu ấy. Tôi vui khi được gặp Văn Hậu, nhưng chưa biết có xếp cậu ấy thi đấu trước Utrecht hay không. Huấn luyện Jansen đã bày tỏ như vậy. Trong cuộc trò chuyện này, huấn luyện Jansen đã ca ngợi Văn Hậu. Ông ấn tượng vì tân binh của Heerenveen chịu khó tập thêm. Dù hôm 19 tháng 9 là ngày nghỉ của toàn đội, huấn luyện Jansen chỉ quan sát Văn Hậu tập buổi đầu tiên, nhưng ông đã có nhận xét về Văn Hậu là có khả năng xử lý bóng tốt. Thể chất của Văn Hậu cũng được thuyền trưởng Heerenveen đánh giá rất cao. Theo đánh giá của tờ báo Hà Lan, Văn Hậu có ít cơ hội đá chính vì cánh trái của Heerenveen
đang được Lucas chấn giữ. Hậu vệ người Hà Lan chơi ổn định từ đầu mùa, trong khi Văn Hậu chỉ mới tập có vài buổi cùng đồng đội mới. Văn Hậu nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị trong trận đấu tới. Utrecht là đội bóng được đánh giá cửa trên, đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, cao hơn Heerenveen 5 bậc. Đội bóng này đang có tiền đạo thi đấu lên chân. Nếu Văn Hậu đá chính, anh sẽ đối đầu với tiền đạo này. Như vậy, đoàn Văn Hậu đã gây ấn tượng rất tốt với đội bóng của Hà Lan khi đã nhận cơn mưa lời khen từ nhà cầm quân của Heerenveen. Hiện là câu lạc bộ mới, vị trí hậu vệ trái sở trường của đoàn Văn Hậu chỉ có một người đảm nhiệm là Lucas. Cầu thủ này thường xuyên đá chính và đang chờ ổn định. Bởi vậy, khả năng hậu vệ người Việt Nam nhanh chóng vượt lên trên đồng đội và chiếm suất đá chính là rất khó. Do vậy, chỉ là phương án lựa chọn số 2 và được thi đấu nhiều, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, cũng là cơ hội rất tốt cho đoàn Văn Hậu. Nhờ vậy, hậu vệ cánh trái này có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Thi đấu nhiều trong môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu luôn là cơ hội hiếm có với một cầu thủ còn trẻ của Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với giải vô địch quốc gia của Thái Lan. Văn Lâm cản phá phạt đền, Mong Thông United thăng hoa ở Thái Lích. Thủ môn người Việt Nam đã cứu cho Mong Thông một bàn thua 10-10 trên chấm 11m trong chiến thắng của đội nhà. Mong Thông United đang có chặng đường nước rút ngoạn mục ở Thái Lích. Một phần là nhờ tài năng của Văn Lâm từ vị trí áp chót bảng xếp hạng đầu mùa. Đội bóng có biệt danh Manchester United của Thái Lan thắng một mạch 7 trên 9 trận gần nhất dưới thời tân huấn luyện viên Alexander Gama để vươn lên vị trí thứ tư. Đỉnh cao của Mong Thông là chiến thắng 3-1 trước đương kim vô địch Buriam ở vòng đấu trước. Tối qua, Mong Thông lại giành chiến thắng 3-2 trước Sukhothai để tạm vươn lên vị trí thứ tư. Thủ môn Văn Lâm đã tỏa sáng với một tình huống cản phá phạt đền. Pha bóng khiến Mong Thông phải chịu quả 11m đến từ cú xoạc bóng của Văn Lâm trước mũi giày của tiền đạo Sukhothai. Dù thủ thành của Mong Thông đã chạm chân vào bóng trước, nhưng trọng tài vẫn thổi phạt đền. Tình huống này khiến nhiều cầu thủ Mong Thông phẫn nộ, phản ứng quyết liệt. Rất may là Văn Lâm đã kịp thời cứu nguy với pha đổ người ấn tượng. Cũng nhờ sự xuất sắc của thủ thành người Việt Nam, Mong Thông mới duy trì được sự ổn định và có những bước tiến rất dài. Đội bóng Thái Lan còn lấy hình ảnh chuyên nghiệp của Văn Lâm để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ khác. Ở một tập thể tương đối rộng rã trong 2 tháng đầu mùa, Văn Lâm vẫn tập luyện và thi đấu rất tập trung, không cho thấy dấu hiệu sao nhãng, xuống tinh thần. Cựu thủ môn của Hải Phòng là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam mùa này. Trải nghiệm ở Mong Thông còn giúp cho Văn Lâm tiến bộ rõ rệt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong cuộc so tài với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Văn Lâm đã cứu thua rất tốt, chỉ huy hàng thủ chơi rất tập trung và là điểm sáng hiếm hoi của đội. Có thủ môn Việt Kiều trong khung gỗ, cả tuyển Việt Nam lẫn Mong Thông đều có chốt chặn rất đáng tin cậy và là tấm gương để các đồng đội nhìn vào. Có thể nói, đây tiếp tục là trận đấu mà Đặng Văn Lâm đã ghi dấu ấn lớn, nơi anh đã chơi cực hay và cực kỳ ổn định từ đầu mùa, góp công lớn vào sự hồi sinh của Mong Thông trong thời gian qua. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.